Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Học Golf cùng Duy Nhất. Thì hôm nay Nhất muốn nói về động tác takeaway. Do golf chúng ta cầm gậy hai tay sát nhau nên rất khó cho mình cảm giác được là cái gậy đang ở đâu lúc takeaway, nhất là với những golfer nghiệp dư. Thì Nhất thấy là những golfer nghiệp dư thường mắc lỗi là kéo gậy vào trong quá. Thì lúc mà gậy đi vào trong như thế này sớm quá thì là sẽ bị kẹt đằng sau và downswing có thể sẽ bị out in. Thì cái cách tập cái động tác takeaway này là các bạn nên cầm grip của mình rời ra, tay phải cầm xích xuống dưới một tí và tay trái cầm ở dưới chỗ grip bên dưới, thì là hai tay sẽ cách nhau khoảng chừng 3-4 cm. Thì với cái vị trí grip như thế này, các bạn có thể cảm giác được cái gậy tốt hơn và vị trí gậy đang ở đâu, và cũng sẽ hạn chế cho các bạn kéo gậy vào trong, tại vì các bạn sẽ cảm giác được là cái tay phải sẽ bị kéo vào trong và sẽ không có thoải mái. Thì cái tip này sẽ làm cho các bạn có một cái takeaway thẳng hơn, và động tác chỉ là một động tác nhỏ và các bạn có thể tập ở nhà hoặc bất cứ nơi đâu và không có cần đánh bóng như thế này. Hy vọng tip này sẽ cho các bạn có được cái takeaway ổn định hơn. Và nếu các bạn thấy những tip của Nhất giúp các bạn swing được tốt hơn thì vui lòng subscribe vào kênh YouTube là One Golf Center. Xin chào các bạn.